Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua hiệu Wico Sport 100, được trang bị full group Shimano Tiagra. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm bằng hợp kim nhôm. Về hình thức của chiếc xe thì là xe bãi, xe cũ, có một vài vết xước nhỏ không đáng kể do quá trình sử dụng không thể tránh khỏi được những vết xước. Tay nắp kia là ra. Càng của chiếc xe là carbon đấy các bác. Carbon là gì? Lốp Michelin 700C, vành cao bản. Phanh ba mặt. Đùi đĩa, gạt đĩa của Tiagra. Đề. Vâng, bây giờ xem sẽ vào đánh giá sử dụng đo sai chiếc xe để cho các bác đánh giá. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp với các bác từ 1m67. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Đúng 1m77, những chiếc xe này là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe lên xuống nút được là và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác hãy đăng ký kênh cộng ấn chuông để nhận được những thông báo những chiếc xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.